Ok. Hà Nội thì không vội được đâu. Nhưng Sài Gòn thì giải rất là nhanh lẹ. Hỏi phát mua ngay, không cần phải mặc cả, không cần phải trả giá. Thích là chơi. Cho nên cảm ơn bác khách Sài Gòn, bác Đức ở Sài Gòn nha. Bác buổi sáng mở hàng chốt nhanh lẹ. Em tặng bác một cuốn. Tặng bác một cuốn băng đi kèm theo máy, em tặng một cuốn, bác mua thêm 3 cuốn. Và em đã chọn chương trình cho bác những chương trình Trễ Linh Thanh Tuyền này đã để chơi với cối rồi, còn Thúy Hà Tiếng Hát Hay Nhất Sự Nghiệp thì chuyên nhạc vàng các kiểu này, tổng hợp Thúy Hà rất hay, dòng ca để đời và nhạc Mộc San đấy, Lệ Quyên. Thì đây là 4 cuốn cho bác, và đặc biệt bác mua thêm một đôi loa toàn giải, đôi loa tháo đài cổ lên thùng lưới mắt võng này để phối phối cùng con đầu Akai cho nó kiểu tông tông, mặc dù có đầu Akai này đã có hai loa hai bên rồi, nhưng bác muốn mua thêm loa về ghép thêm đấy. Nhiều khi nói vui Hà Nội không vội được đâu, nhưng Sài Gòn thì rất là nhanh lẹ, bác Sài Gòn chốt trong một đốn nhạc luôn, chuyển khoản tươi đấy. Và em thì không có cái cớ gì mà không quay clip và đóng gói ngay tức khắc để gửi vào cho bác, để bác kịp chơi trong tuần này luôn. À, đây kính gửi bác nha. Mua bán mà gặp anh em cứ sở lợi nhanh lẹ này, có phải là ngon không, có phải là hay không? Hàng này con Akai này là mới cứng nữa này, con Akai này gần như là mới cứng nữa này, được thêm làm thêm cặp loa này, toàn giải này nữa cũng rất là hay. Bác về bác phối trong nhà này, con này là đã cầu điện điện 220 rồi bác ơi. Đây này, hàng xuất tất cả các nước luôn đấy, điện 220V này. Bác về bác cắm, có thể cắm loa ra hoặc là bác ra âm ly ngoài các kiểu, kệ cái đó là tùy mình ghép. À, em cảm ơn bác nha. Bây giờ sẽ tiến hành đóng gói, gửi luôn cho bác một cái xương để bác chơi. Đây, đây là một cái xương trống. Sau này bác có thể sắm thêm xương nhôm các kiểu, đó là đồ trang trí. Sau này bác thích thì bác mua thêm nhá. Còn cứ một băng này thì bác cuốn qua cái xương trống này là được. Đấy, cái đây cái núm giữ băng. Đấy. Con này rất hay là có cái cổ lau lau dây băng này. Đấy, dây băng đi qua đây, đi qua đây. Dây băng đi qua đây, đi qua đây, đi qua khe này, đi qua đây, đi lên đây. Lên băng. Đấy, rất hay. Quay qua thế này để cho bác biết nha. Tất cả đây là của bác rồi. Xin cảm ơn. Hello. Em quay chi tiết gửi bác khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Đúng là Hà Nội thì không vội được đâu, nhưng mà Sài Gòn thì cực kỳ nhanh lẹ. Một bác khách gọi là biết đến em Sơn Loa Audio trên kênh YouTube, mới cứng cựa chưa hiểu về em Sơn thế nào, chỉ cần xem qua kênh và thấy phong cách làm việc của em Sơn nhanh lẹ, bác chốt hàng rất là nhanh. Bác chỉ cần alo và bảo chốt cho anh con Akai, bán thêm cho anh cặp loa, mày tặng anh một cuốn băng, mày anh mua thêm mày 3 cuốn nữa đấy ạ. Một cái xương em tặng này, một cuốn băng em tặng kèm này, bác mua thêm 3 cuốn này đấy, tuyệt vời luôn đấy, tổng 4 cuốn. Thế là con Akai đã có chủ, con Akai tự hành, con mới đẹp xuất sắc luôn, hàng tồn kho chưa sử dụng luôn. Bác mua thêm cặp loa để về bác bày theo kiểu e căng mắt cáo ấy, để bày theo kiểu tân cổ điển à, để cho nó hợp hợp nhỏ nhỏ xinh xinh theo cái đầu Akai này luôn. Và đây, vừa đi mua hộp xốp về để đóng cho bác đây. Đây, em sẽ đóng gói cẩn thận gửi vào huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho bác. Em nhấn mạnh lại, đúng là Hà Nội thì không vội được đâu, nhưng mà Sài Gòn là cực kỳ nhanh lẹ anh em nhé. Những anh em nào ở ở ở trong Sài Gòn, ở ở trong Nam ấy, mua hàng rất nhanh. Gọi điện phát là làm luôn và ngay. Đấy, làm luôn và ngay, tuyệt vời thật. Sáng sớm mở hàng cho bà khách. Quá nhanh lẹ. Đây, em quay và bây giờ em đóng gói cho bác nha. Mua bán sởi lởi thì trời cho, thì không cớ gì mà em không gửi hàng ngay luôn và ngay cho bác. Bác chờ và nhận hàng nha. Ok, và cái kết đã đóng gói xong cho bác khách, bác Đức ở thành phố Hồ Chí Minh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây ạ. Một đôi loa và đầu băng cối Akai nằm trong này luôn. Viettel Post bác nha. Túc tắc chờ trong tuần này bạn nhận được hả?